I wanna improve my English. Ok, cả nhà mình ơi, trong bài học ngày hôm nay cô sẽ hướng dẫn nhà mình cách nói tắt một số từ tiếng Anh nhé. Thay vì nói want, mình sẽ nói là wanna. Now everyone, wanna. Wanna. That's good. Two, thay vì nói have got to, cô sẽ nói là got to. Got to. Got to. Got to. Better. Thay vì nói going to, cô sẽ nói là gonna. Gonna. Ok, now want to thành wanna. Everyone. Wanna. 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 Okay. Thay vì nói have got to. Got to. Very good. Thay vì nói going to. Gonna. Very good. Alright, bây giờ mình sẽ cùng vào thành câu cho cô nhé. Nào. I wanna improve my English. I got to practice every day. I'm gonna do it. Ok, cô mời bạn đọc lại giúp cô nè. Linh bé. Nào, Linh bé ơi. I wanna improve my English. I gotta practice every day. Yeah. I'm gonna do it. Năng lượng nè nào, I'm gonna do it. I'm gonna do it. Well done, high five, yes. Miss Hoa giao tiếp, độc quyền phương pháp phản xạ truyền cảm hứng.